Mặt nạ này nó sẽ giúp cho cái việc trị mụn và trị thâm nhanh hơn, có hiệu quả tốt hơn đi kèm với những cái sản phẩm mà trị mụn khác. Cái này Đắp thực sự là thích. Thực sự là thích cái này, đợt này nó là cái mặt nạ tớ đang thích nhất. Riêng cái mặt nạ này thì nó không như mình nghĩ, tại vì dùng lên không có cái cảm giác gì đặc biệt sau khi trước và sau khi dùng. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của tớ, channel Wish. Hôm nay là một video tất cả về các loại mặt nạ hiện bây giờ tớ đang có. Và tớ hứa mọi người là nhiều lắm ý. Và để chờ xem là hôm nay có những loại mặt nạ gì nhá. Đây. Ôi. Ui, nguyên cả cái hộp này. Chưa hết đâu nhờ. Đây nha mọi người ơi. Đây là tất cả số mặt nạ tớ đang có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm xem có bao nhiêu loại mặt nạ ở đây được không. Ok. Hai loại này là hai loại này là hai màu khác nhau và hai loại khác nhau, nhưng nó cùng một hãng thì có thể tính là hai loại không? Rồi hai loại đi. 1, 2, 3, Jeffro, 4, 5, màu khác nhau không? Là màu giống nhau rồi. Cariofi, 6. Rồi ở đây có mặt nạ này của MKUB, 7, rồi bọt. Cái này của Huxley, 8. Cái này là mặt nạ đất sét của MKUB, 9. Thôi khỏi giới thiệu nhé, lát nữa giới thiệu sau. Đấy, đây là tất cả những số mặt nạ mà tớ đang có. Hôm nay chúng ta sẽ review nhanh tất cả những loại mặt nạ có ở đây. Và đây là những cái mặt nạ mà gồm cả rất dễ mua trên thị trường, cũng có những cái mặt nạ khó mua hoặc có thể không mua được. Ở Việt Nam thì tớ cũng không rõ nữa, tại vì những cái mặt nạ tớ hay rất là mua ở nước ngoài, tớ đi mỗi lần tớ gom rất là nhiều. Ok, bắt đầu. Đầu tiên thì nói sơ qua cái này là Food Aholic, thì mình cũng đã có một cái video là thử thách đắp mặt nạ 7 ngày đấy, các bạn có thể xem lại về Food Aholic. Và cái này thì rất dễ mua ở Việt Nam và giá của nó ok, nó sẽ khoảng mười mấy nghìn một miếng. Tiếp đến thì một loại mặt nạ mới ra mắt gần đây, đấy là Cariofi. Một hộp này là có 10 miếng mặt nạ giấy như thế này. Bây giờ thì chỉ lại còn lại 8 miếng thôi, tôi đã xài 2 miếng rồi. Cariofi thì đã rất là nổi tiếng với các dòng trị mụn và các sản phẩm trị mụn đúng không? Thì cái mặt nạ này nó ra mắt cho nên là tớ cũng mua thử ngay. Trước hết thì tớ muốn nói là tớ không phải là người có nhiều vấn đề về mụn nha mọi người, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có. Và cái này thì tớ cũng muốn thử xem là cái tác động của nó đối với cái những cái chỗ mà có mụn thì nó sẽ như thế nào. Thỉnh thoảng cũng có đôi cái và cái này, rồi cái này thỉnh thoảng nó vẫn ngon lên mà. Nên là có rất nhiều bạn hỏi tớ là chị ơi làm thế nào để ra mặt hết sạch mụn giống như chị. Thì chị xin tuyên bố này này, có lúc chị hết mụn nhưng mà có lúc chị vẫn cứ mặc mụn như bình thường à. Tại vì nó lên thì nó lên thôi à. Nó có rất nhiều nguyên nhân mà. Mặt nạ này nó sẽ giúp cho cái việc trị mụn và trị thâm nhanh hơn, có hiệu quả tốt hơn đi kèm với những cái sản phẩm mà trị mụn khác. Tớ vừa mới bóc ra cái mặt nạ mới. Tại vì muốn nói mọi người là những cái dòng sản phẩm trị mụn mà có chiết xuất từ những cái cây, ví dụ như cây rau má hay tinh dầu chàm trà hay vân vân, thì nó thường có một cái mùi mà tớ cảm quan cá nhân tớ là tớ không có thích, tại vì nó cái mùi nó hơi kiểu mùi gọi là tớ gọi là cái mùi style trị thâm, trị mụn. Nhưng mà cái này thì nó gần như là không mùi, phải gọi là mùi rất rất là nhẹ nếu mà hít kỹ. Và cái chất của cái mặt nạ này nó rất là mỏng, nó không giống những cái mặt nạ giấy bình thường là đắp lên cảm giác nó dày hay là nó không bám, mà cái này nó bám và nó có kiểu nhìn nó hơi có lỗ đan như thế này này. Nó mỏng nhưng mà cái dưỡng chất của nó trong một cái gói này lại nhiều. Nên là cái dưỡng chất thừa thì các bạn hãy là dùng lên chấm thêm ở những cái phần mà đang có mụn nhiều nữa. Vì đây là cái dòng mặt nạ mà hỗ trợ trong cái việc điều trị mụn cũng như là giảm thâm. Nên là cái loại dòng mặt nạ này các bạn nên chỉ sử dụng một tuần từ 1 đến 2 lần. Còn nếu mà da ai cực kỳ nhạy cảm thì chúng ta dùng một tuần một lần thôi, để tránh những cái sự kích ứng. Nó không phải là những cái dòng mà kiểu gọi là gì, mặt mà tớ hay up story là đắp xong kiểu cảm thấy mình đềm cái hơn, mà nó là cái dòng mà hỗ trợ điều trị mụn, cho nên là nó lại cảm giác đắp xong mặt nó thoáng, nó cái dầu nhờn nó không còn, và những cái mụn thì nó hỗ trợ được, nó se lại nhanh hơn ấy. Vậy nên kiểu cảm giác nó sạch mặt
Này, rất là thích cái mặt nạ mới ra của Cariofi. Đắp những cái dòng mặt nạ trị mụn như thế này này thì các bạn phải kết hợp với cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm trị mụn khác, chứ không phải đắp riêng cái mặt nạ mà nó lại sạch mụn được đâu. Đấy, nên là một cái sản phẩm nó chỉ có một cái chức năng nhỏ nhỏ như vậy thôi à. Phải kết hợp với nhau. Tiếp đến thì sẽ là những cái dòng mặt nạ chai chai lọ lọ hộp hộp như thế này trước khi nói với toàn bộ mặt nạ giấy ở đây. Thì đầu tiên sẽ nói về cái mặt nạ đất sét này của Neogen. Thì đây là một cái hãng Đài Loan, và với cái hãng này thì mình thấy là những cái sản phẩm của nó đều khá cao và dùng rất là ok nha mọi người. Riêng cái mặt nạ đất sét này thì đắp lên nó khô liền, và cái này thì chỉ nên đắp ở những vùng chữ T hoặc là vùng mũi. Nói chung là đắp cái này cảm thấy xong thấy lỗ chân lông nó nở, cái lúc mà nó khô lỗ chân lông nhìn rất là ghê, ăn nó sạch. Nếu mà xét về cái công dụng là trị mụn đầu đen với cả thu nhỏ lỗ chân lông ấy, thì mình chưa thấy gọi là thực sự nó hết sạch được mụn đầu đen hay là thu nhỏ lỗ chân lông, tại vì cái màn thu nhỏ lỗ lông đó là một cái mà còn lâu mới thấy. Chắc là phải kết hợp với những cái dòng mà cái tinh chất mà nó thu nhỏ lỗ chân lông. Còn cái này đắp xong mà nó sạch không thì có nha mọi người. Đấy, mọi người có thể tham khảo. Tiếp đến thì là những cái hũ này. Cái này cũng đến từ Đài Loan và là Boji. Thì ở đây thì có một cái dòng màu xanh này này là Clean, và cái này là màu này là Bright. Còn đây là dòng dưỡng ẩm. Cái này thì mình cũng có video ở trên Facebook và mình sẽ làm riêng, tại vì mình thấy nó khá xinh và nó rất là hay ho. Thấy không? Đấy. Tiếp đến thì sẽ là MKUB tiếp. Tại sao mình lại so sánh với mặt nạ giấy? Tại vì đây là các dòng mặt nạ sủi bọt nha mọi người. Thì cái này là cái của Sexy Look, và mình cũng đã có một cái video trên Facebook. Thì cái này dùng rất là thích, và nó có cái tác dụng là tẩy trang nhẹ cơ. Còn cái tẩy trang dày thì nó sẽ không sạch đâu. Nhưng mà cái này là nếu mà mặt mà kiểu sơ sơ ấy, thì có thể dùng cái này xong nó vẫn sạch. Cái này đắp lên mặt sủi lên rất là ghê. Các bạn có thể xem lại cái video trên Facebook. Còn cái này này thì nó là cái dạng mà bọt, nhưng mà cái chai nó phải lắc như thế này, nó giống như kiểu các bạn dùng sữa rửa mặt dạng bọt ấy, lắc lên xong rồi phun ra lên mặt như thế. Cái này thì nó lại thải độc và nó làm cho có tác dụng là thu nhỏ lỗ chân lông. Nhưng mà mình thấy thì vẫn lại một bài ca là cái việc thu nhỏ lỗ chân lông nó là một cái quá trình rất là dài và khó thực sự thế nào để thấy được cái hiệu quả. Nó phải là một thời gian của kết hợp rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái này thì đắp xong thì cảm giác nó mặt nó kiểu relax. Tại vì cái này mình dùng trong một cái video là mình đi Thái Lan sau cái việc cái ngày cái hôm mà tớ vừa mới đi bệnh viện về. Các bạn có thể xem lại, thì dùng cái này rất là khoái đấy. Mà là Sexy Look này thì nó tiện hơn, tại vì nó không phải là cái chai như thế này mà nó là đắp xong một miếng rồi bỏ đi luôn ấy. Cái mùi của nó ok, nói chung là rất là thích cái mặt nạ của Sexy Look này. Tiếp đến là cái này của Huxley. Cái này là mặt nạ Healing Mask Keep Calm. Cái này thì nói là một cái mặt nạ này mình khá là thất vọng, tại vì mình khá là thích hãng Huxley với những cái dòng như cushion và những cái dòng kem dưỡng khác cái đấy. Nhưng mà riêng cái mặt nạ này thì nó không như mình nghĩ, tại vì dùng lên nó gần như là không có cái cảm giác gì đặc biệt sau khi trước và sau khi dùng. Khi mà mình mới dùng mặt nạ này lên á, mình để khi nào nó khô rồi thì cái cảm giác sau khi rửa mặt thì nó cũng dễ chịu một chút, nó cũng mềm mềm một chút xíu, nhưng mà nó không có cái gì cảm giác gọi là khắc bọt, không có cảm giác relax thực sự. Nói chung là nó kiểu bình thường lắm luôn á. Cái này thì nó chỉ có một cái là vì Huxley mình rất thích thiết kế, với cả giá của nó cũng được và dùng rất nhiều lần. Cảm giác mà rõ rệt nhất sau khi dùng xong chỉ thấy là mặt mềm mềm hơn chút xíu thôi. Còn đối với cá nhân mình thì cái sản phẩm này nó không gọi là đặc sắc như mình nghĩ. Tiếp đến sẽ là mặt nạ giấy. Một loại mặt nạ giấy nhất rất nổi tiếng bên Nhật đấy là Lululun. Cái tên Lululun. Thì đây là một cái dòng màu vàng. Tớ mua rất nhiều các dòng của Lululun từ các những cái kiểu hộp như là mỗi ngày dùng một mask như thế nào, các loại màu khác nhau. Cái Lululun này thì nó giống như là mọi thứ nó đều theo mình là hơi ok, nhưng mà không biết mọi người dùng cái này thế nào, nhưng mà tớ thì tớ mỗi lần mà đắp Lululun lần đầu tiên là cái da mặt nó cảm giác nó hơi kích một chút xíu, nhưng mà sau đó là thôi, không có cái gì, không có cảm giác gì cả. Nói chung là không có vấn đề gì. Cái mặt nạ này thì riêng biệt là chỉ đắp từ 5 đến 10 phút thôi, không như những cái dòng mặt nạ khác là có thể đắp từ 15 đến 20 phút. Nói chung là tùy, các bạn có thể đọc hướng dẫn đằng sau. Và cái này thì tớ lại còn ghét một điều nữa. Đấy là các bạn biết gì không? Đó là không hiểu sao nha mọi người, người Nhật họ làm cái mặt nạ này, cái phần mắt nó nhỏ xíu ấy, nó nhỏ cực kỳ. Cái kiểu mắt tớ vốn nào nó là không to cho lắm rồi, nhưng mà nó nhỏ và nó cái lỗ nó khoét mắt nó kiểu sát như sạt như vậy luôn. Cái miệng cũng nhỏ xíu luôn. Xong rồi mình đắp mặt nạ mình kiểu tại sao cái mặt nạ này nó nhỏ vậy? Đấy, cái Lululun. Tiếp đến thì tớ sẽ nói thêm về một cái dòng mặt nạ của Sexy Look mà tớ cũng thích. Thề luôn, mặt nạ của Sexy Look dùng đúng thích luôn. Đấy là cái dòng mặt nạ mà jelly này, là dòng mặt nạ thạch, thì nó hơn những cái dòng mặt nạ jelly thạch khác mà tớ thích. Lý do đầu tiên đấy là nó dai và nó không hề dễ rách giống như những cái dòng mặt nạ thạch khác. Kể cả mình kéo ra như cái mặt nạ thạch khác tớ dùng mấy cái ngày xưa của Hàn Quốc ấy, thì là nếu mà tớ sợ móng tay tớ dính vào bấm vào là nó sẽ kiểu in cái lốt móng tay lên đấy và sợ nó sẽ rách. Nhưng mà cái dòng mặt nạ này của Sexy Look thì nó lại dai và dùng xong nó phê.
để tủ lạnh dùng xong nó lại càng phê hơn. Tiếp tục Đài Loan nha mọi người, tại vì tớ rất thích đồ Đài. Đấy là cái dòng mặt nạ Beauty Player. Thì tớ cũng đã có một cái video đây, mọi người có thể click back lại để xem. Đừng có rớt nha, mỗi lần rớt là trái tim tan vỡ đấy. Cái dòng mặt nạ này thì nó sẽ có cái thời gian đắp khá là lâu, đấy là trên 30 phút. Cái dòng trắng này thì nó sẽ từ 30 đến 50 phút tùy cái mặt từng người. Cái dòng đen này thì đắp từ 2 đến 3 tiếng mọi người. 2 đến 3 tiếng chứ không phải đùa đâu. Tại vì nó có 30ml cái dưỡng chất ở trong một cái này, 25ml. Cái này là mặt nạ chức năng, đấy là cái dòng mặt nạ mà thải như là làm sạch và thải độc. Thì đắp xong nó cực kỳ bẩn lắm luôn ấy. Sau khi mà các bạn đắp mặt nạ xong nhá, đắp khoảng 30 phút 1 tiếng xong, thì các bạn lúc đấy các bạn thấy da mặt các thoáng luôn, sạch hơn. Thế lúc đó make up lên nó nhìn mặt mịn láng, sắc khác bọt hoàn toàn luôn. Nhưng mà mình chỉ ghét một điều đấy là nó rất mất thời gian. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nó cũng giống như cái việc mà chúng ta đi spa thôi, đi thải độc, thải chi này nọ ấy. Giá tiền được cái hộp này thì rẻ hơn đi spa, nhưng mà lại đắt hơn so với những mặt nạ thường. Nó sẽ khoảng 140 hay 150, hay là mua cả hộp thì tớ không nhớ chính xác nữa, nhưng mà nó là khoảng hơn 100.000 cho nên khoảng 150 gì đấy đổ lại. Tớ sẽ nói đến cái này là cái dòng mà nó dính vào nhau như vậy này, là mỗi lần cái dưỡng chất của nó rất là nhiều, 15ml, ban đêm tận 30ml luôn mọi người, dưỡng chất rất là nhiều. Cái này là của Verite, không biết đọc đúng không. Cái dòng này thì nó rất là tiện để mang đi du lịch, giống như tất cả những cái gói như vậy. Cái này là All in One 7 Step Travel Kit luôn, và rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy này, Cleansing Oil này, là tẩy trang dạng dầu này, sữa rửa mặt này, rồi Skin Essence Cream này, Body Wash, có cả sữa tắm luôn. Rồi cái này là Shampoo and Rinse, là dùng để gội đầu luôn. Và cái 6 là mặt nạ, rất là tiện để mang đi du lịch. Tuy nhiên thì cái sự tiện này nó là cũng kiểu nếu mà các bạn pack đồ nó nhanh gọn lẹ đúng không? Chứ còn thật ra thì tớ vẫn là cái người mà tớ cảm thấy là tớ vẫn muốn mang những cái đồ ở nhà đi. Tớ rất là lười cái việc mà chiết ra chai nhỏ, nên tớ thích vác nguyên cả cái bộ, tại vì dùng nó cứ kiểu thích ấy. Thì mình đang dùng đồ ở nhà ấy, nhưng mà dù sao nếu mà đi đâu đó cái trip là nó ngắn và chúng ta là đồ xách tay ấy, và như thế này nó cũng khá là tiện đúng không? Tiếp cũng có một cái dòng ở đây là All in One Mask này. Cái đầu thì là rửa mặt, cái thứ hai là mặt nạ dưỡng ẩm, và cái thứ ba là cream. Còn có một cái hãng mà tớ khá là thích, đấy là của Common Loves của Hàn Quốc. Cái mặt nạ này thì nó lại có một cái hơi bất cập, đấy là nó toàn tiếng Hàn. Nó dùng cũng khá là ổn. Và cái dòng này là dòng vitamin E, cái dòng này là dòng vitamin B. Và ok, đấy là những cái dòng mặt nạ mà tiện dụng, mang đi du lịch hoặc là trốn nhà đi theo trai. Không, tớ không comment cái điều đấy, tớ là ví dụ thôi. Nhưng mà những cái mà 3-in-1, 5-in-1, 4-in-1, 2-in-1 như thế này thì chúng ta cũng không thể nào kỳ vọng được là cái chức năng của nó sẽ tốt như chỉ một cái mặt nạ giấy ví dụ như thế đúng không? Nhưng mà nó rất là tiện và dùng ok nha mọi người. Tiếp đến là một cái dòng mặt nạ khá là hay ho. Đấy là của hãng Avaya của Hàn Quốc. Thì như các bạn thấy là tại sao nó có cái hình này, đấy là cái cream, cái mặt LED cream ấy, là tớ cũng có một cái video này. Đấy là có Svino làm đại sứ cho hãng này. Tức là cái dòng mà mặt nạ mà kiểu gì? Gọi là cái này là thon gọn, đúng rồi, là mặt nạ làm thon gọn, mặt nạ V-Line mà nó rất là thần thánh. Còn cái dòng này là dòng dưỡng, tức là những cái dòng mặt nạ dưỡng này nó giống như là những cái tinh chất mà ở trong cái kem dưỡng vậy, nhưng mà nó làm ra mặt nạ để đắp cho nó sướng. Và mọi người là mình đắp cái mặt nạ vàng này, đắp xong thấy mặt trắng hẳn luôn ấy. Thật sự, đắp xong trắng hẳn luôn, nhìn nó ảo ảo kiểu gì ấy. Thôi, vẫn còn mặt nạ Đài Loan mà tôi cũng quên nói. Cũng là một dòng mặt nạ làm sạch, kiểu làm sạch thải độc. Đây là cái dòng mặt nạ đầu tiên mà tớ gọi là biết đến cái mặt nạ kiểu dòng làm sạch của Đài Loan, nó đỉnh cao đến như thế. Mỗi cái màu này nó lại có một cái chức năng riêng. Ví dụ như cái màu hồng này nó là Repair này, Firming với Whitening, Anti Wrinkle với cả Deep Hydrating. Rất là nhiều chức năng trong một cái mặt nạ thì tớ chưa thấy thực sự rõ, nhưng mà khi mà dùng xong thấy mặt nạ mình, mặt mình đúng là sạch hơn. Tiếp đến là một cái dòng mặt nạ giấy của Beauty Boss, Real Rusy. Cái này thì nó sẽ có chiết xuất đào mango, lobster là hoa sen, và cái này là plum là mận. Thì cái mận này nó là làm trắng này, làm sáng da. Cái mặt nạ lotus là cấp ẩm, còn cái mặt nạ xoài này là chăm sóc lỗ chân lông, tức là lúc thu nhỏ lỗ chân lông. Dĩ nhiên là đắp một cái mặt nạ xong thì nó sẽ không thể nào thu nhỏ lỗ chân lông. Đấy, nãy giờ mình nói mãi rồi. Còn cái mà đắp xong nó ẩm ẩm, nó dưỡng da, cái mùi thơm nó thích thì ok. Với lại cái mặt nạ này rất là hay, tại vì nó có in hình các tỉnh thành ở Việt Nam, somewhere in Việt Nam, Royal City. Cái này Lotus thì nhìn cái này thì chắc là Huế đúng không mọi người?
Royal City chắc là Huế. Còn cái này là Hà Nội này, Plum này, thì cái này là chùa Một Cột này. Busy City Hastat là Hồ Chí Minh City, có chợ Bến Thành này, có nhà thờ Đức Bà, có cả tòa nhà Búp Sen Búp Măng ta. Đấy, một cái này rất là hay, kiểu Việt Nam hóa, và mình thấy đó là lý do, một trong những lý do tại sao mà tớ ấn tượng với cái loại mặt nạ này. Tiếp đến là một cái dòng mặt nạ khá là basic, chiết xuất ngọc trai như các bạn đã rất là quen thuộc, thì cái này dùng ok cũng thế à. Đây, rồi đến cái này của Dr. Click thì nó là mặt nạ dưỡng da chống nhăn, chống lão hóa. Cái này thì tớ không thấy có sự khác biệt đối với tớ lắm, bởi vì tớ không thể nào rõ được cái vấn đề đấy, nhưng mà dùng lên mặt thì cũng khá là ổn. Mặt nạ này của Watson, ưu điểm của nó là rẻ hơn những loại dòng mặt nạ khác. Và nó cũng khá là trong một cái gói này nó khá là nhiều dưỡng chất. Đây là một cái dòng mặt nạ Anti Wrinkle Banya Mask, chiết xuất ốc sên. Cái mặt nạ này tớ khá là tò mò ở chỗ này, nó made in Korea, nhưng mà trên này nó lại có rất nhiều chữ Thái, dùng thì cũng sâu sâu. Lúc nãy mấy cái này nó ở trận dưới nên là quên. Đây là của A by Bomb, thì cái này có eye serum này, là cái serum cho mắt. Tại vì cái này mình thấy là này nó nhỏ như vậy, nhưng mà nó có tận 25ml là cái dưỡng chất, và cái này dùng khá là thích. Nhiều hôm mà mình đăng story mà kiểu có hai cái mặt nạ mà có hai cái hoa hoa bông bông ở đây ấy, kiểu cực kỳ, dùng xong nó cũng cứ bị trắng trắng xinh xinh lên ấy, kiểu rất là phê. Đến mặt nạ của Cremolab, thì cái mặt nạ này nó tên là cấp nước hồi sinh cho da, và đắp từ 15 đến 20 phút. Thấy cái này đắp lên nó kiểu giống như là xong nó căng ý, nó ẩm ẩm nhiều nước, ổn. Rồi dòng mặt nạ này là của Milate, dòng anti-aging, cái này dòng chống lão hóa, cũng là của Hàn Quốc. Thì cái này nó cũng không, gọi là không ấn tượng lắm đối với mình. Một cái mặt nạ mà tớ ấn tượng hơn đấy là Olus de Promise Mask. Thì đây là cái dòng Weekend Booster, tức là dùng vào cuối tuần. Còn tớ cũng đã dùng cái này trong một cái video đấy là ở Bali ý, và đắp mặt nạ trước khi make up thì nó rất là thích. Cái này thì nó chỉ hơi bị một cái đấy là cái giấy của nó rất là mỏng, và cái dưỡng chất của nó thì lại lỏng, hơi bị lỏng quá, nên là nó cứ hay rớt xuống, là tớ ghét cái kiểu đấy thôi. Còn lại đắp xong thì đúng là thích. Một cái hãng mà tớ rất là thích và cái này là được tặng thôi, đấy là của Modelo. Cái mặt nạ này đắp lên đúng là kiểu, chắc tớ cảm giác là nó cũng đắp như những cái sản phẩm khác của Modelo, và nó kiểu đắp lên thấy xinh gái. Mình chỉ cần nói vậy thôi mọi người, đắp xong thấy xinh gái, đấy là mọi người hiểu. Nói về cái chuyện đắp xong thấy xinh gái đấy là gì, kiểu như bình thường có thể là 7 điểm đi, đắp cái này lên 8 điểm luôn. Có thể nhiều khi cho 8.5, là tại vì đắp xong da mặt nó căng căng mịn màng, nó mềm mềm, nó trắng trắng ấy. Đấy là dòng mặt nạ I'm Sorry For My Skin. Thì cái này là cái dòng làm sáng da với độ pH là 5.5. Cái này đắp thực sự là thích. Thực sự là thích cái này, đợt này nó là cái mặt nạ tớ đang thích nhất. Tớ khoái, tớ mua luôn cả một cái serum của nó. Nó là giống như cái hũ của nó giống như cái chai mật ong ấy mà tớ từng đăng lên trên story ấy. Nhưng mà cái serum đấy dùng thì tớ lại không thích lắm, tại vì nó kiểu bị dính quá. Ok, tất cả những cái loại mặt nạ mà đang có trong nhà tớ hiện giờ, và cũng rất là nhiều cái mặt nạ mà tớ từng review, dùng mặt nạ nó rất là thích, và mỗi dùng mặt nạ xong nó cảm thấy mình rất là đẹp gái lên. Đó là lý do tại sao mà trời ơi tốn mặt nạ, mà đi một cái nước nào hay đi một cái chỗ nào mà thấy mặt nạ mà kiểu cứ được sale là trời ơi mua về dùng, sau đó cho mọi người tặng bạn bè. Các bạn ạ, con gái bao giờ cho giàu. Ok, và mình sẽ cố gắng tìm các thông tin của các loại mặt nạ này có thể mua ở Việt Nam để dưới phần mô tả, và các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra cũng đừng quên cái thông fanpage và Instagram, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bằng cách là nhấn like và subscribe channel bé nhỏ của tớ để nhanh được nhiều sub hơn. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.